Baby bus. Chiếc hộp phù hợp. Giòn tan. Số 2 trông giống như một con ngựa bập bềnh lắc lư trong vui vẻ. Số 3 trông giống như tai người lắng nghe. Số 4 trông giống như một lá cờ trong không trung. Số 5 trông giống như một cái móc cong. Số 6 trông giống như một chiếc còi của trọng tài. Số 7 trông giống như một chú chiêm với cái mỏ. Số 8 trông giống như một bầu rượu tròn. Số 9 trông giống như cái thìa. Số 10 trông giống như một con ốc sên đang bò. Bánh ú hình tam giác. Xúc xắc hình vuông. Hộp sữa hình chữ nhật. Bong bóng hình tròn. Bánh quy hình ngôi sao. Quả đào hình trái tim. Dừng
biết màu sắc. Lấy tổ tranh và khám phá xem đó là tranh gì. Màu cam. Củ cà rốt màu cam. Màu đỏ. Chúng ta đã cướp giọt tất cả đồ chơi. Bạn thật tuyệt.